Hello everyone, good morning, xin chào cả nhà. Hôm nay mình trộn đất trồng xà lách nha. Xà lách này mình trồng một cách là rất là dễ mà rất là mau ăn mà ăn lâu dài. Bây giờ mình ra ngoài vườn là mình trộn đất với trồng xà lách nha, cùng với Diễm nha. Xà lách ngày hôm qua mình đi mua được một dĩ người ta trồng sẵn á, nên về mình trồng cho nó nhanh nhanh ăn, chứ mình gieo cũng phải mất 30 ngày. Đây cái vườn của Diễm đây này, mình mua được cái xà lách người ta ươm sẵn nó bự như vậy nè, mình trồng nó nhanh hơn. Mà cái này là Diễm trồng trong chậu á, ăn được lâu mà nó mau lớn, nó nhanh phát triển lắm. Bây giờ mình trộn đất cùng Diễm, trộn đất để trồng trong chậu rồi mình treo lên trên cái giàn, nó không có chiếm cái vị trí của cái chậu mà mình để dưới đất. Giờ xong cái phần trộn đất, cái giờ tới cái phần mà mình bỏ đất vô cái chậu. Mình bỏ khoảng 1 phần 3 cái chậu xong mình cho cái phần này vô nè. Cho cái organic, phần của vegetable này vô khoảng 1 nắm. Và mình cho thêm một lớp đất lên. Mình moi lỗ giữa xong mình lấy cái cây xà lách này ra nha. Nó được bộ rễ của nó là cũng mạnh lắm á. Mình moi cái lỗ giữa giữa của cái chậu á, bỏ nó vô ngay giữa. Cho thêm đất vô. Mình ém cái gốc cho nó hơi chặt chặt một chút, cho nó đừng có lỏng lỏng, gió nhiều khi gió này kia nọ lỏng cái bộ rễ của nó là nó mất sức. Cái treo mình treo lên trên đây, cái thành quả sáng nay của Diễm làm đây, một chậu, hai chậu, ba chậu, năm chậu, tại vì có cái chậu này nó bự cho nên Diễm trồng hai cây đó. Sáu chậu này Diễm làm cái dây treo lên là nó không chiếm cái chỗ mình để dưới đất như vậy. Cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình, và mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mình có cho mấy bạn biết, mấy bạn tham khảo. Có gì mà mấy bạn có nhiều kinh nghiệm hơn thì comment hoặc là bình luận ở dưới cho Diễm biết. Diễm còn nhiều cái để học hỏi lắm, mong các bạn góp ý, đăng ký kênh và like chia sẻ cho mình nhé. Chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe.